Xin kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây, không mưa, trong ngày có nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 27 độ, vùng núi cao từ 10 đến 19 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 60 đến 90%. Cụ thể như sau, khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ nằm trong khoảng từ 11 đến 23 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Đến với khu vực của huyện Mường Tè có nhiệt độ dao động nằm trong khoảng từ 16 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ, ở đây có nhiệt độ thấp khoảng từ 10 đến 19 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Mời quý vị cùng đến với khu vực của huyện Than Uyên, ở đây có nhiệt độ được dự báo nằm trong khoảng từ 11 đến 25 độ, độ ẩm dao động 60 đến 90%. Khu vực huyện Nậm Nhùn dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 16 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Khu vực huyện Tam Đường dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 11 đến 25 độ, độ ẩm 60 đến 90%. Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 11 đến 25 độ, độ ẩm 60 đến 90%. Và cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo nằm trong khoảng từ 16 đến 27 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt quý vị.